mình phải rủ mọi người đi chơi mới được. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, chào ba mẹ buổi sáng nha. Hello mọi người, hello mọi người. Ba đang đọc báo, mẹ đang làm gì em ha? Nhưng mẹ đang quét nhà hả? Mình sẽ kêu ba mẹ mình dẫn đi chơi công viên các bạn, tại vì hôm nay là một ngày đẹp trời được rồi. Ba ơi, hôm nay ba dẫn con đi chơi công viên đi ba ơi, đi mà đi mà. Thôi không được con ơi, đã bận rồi. Ủa gì vậy trời đất ơi, thấy ba bận cái gì đâu, ba đang rảnh mà. Trời ơi, ra đang bận đọc báo rồi, hỏi mẹ con kìa. Ôi được rồi, để con qua kêu mẹ con. Ơi mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay mẹ dẫn con đi chơi công viên đi nha mẹ ơi mẹ. Ôi mẹ đang quét nhà rồi, con đi một mình đi con. Trời đất ơi, cái gì ba mẹ mình kỳ vậy, không ai chơi với mình này. Trời đất ơi, đúng là ba mẹ chán phè thôi. Mình đi rủ mấy thằng bạn mình đi chơi công viên vậy các bạn ơi. Để mình vô làng sinh tố mình rủ mọi người thử coi, chắc chắn mọi người sẽ đi với mình cho mà coi. He he he, mình tới nhà Huy Núp rồi nè các bạn. Được rồi, chắc chắn Huy Núp sẽ đi chơi công viên với mình cho mà coi. Ôi Huy Núp đang làm cái gì các bạn ơi? Huy Núp, ôi hôm nay có chị Mèo trong nhà Huy Núp rồi, để mình rủ Huy Núp cho coi. Huy Núp ơi, hello hello, mày đang làm gì vậy? Đi chơi công viên không mày? À, không có chơi gì hết. Tao mới mua máy chơi game hơi bị xịn luôn nè. Ôi trời đất ơi, Huy Núp nó mới mua cái máy chơi game gì Nintendo gì này các bạn ơi. Ôi nhưng mà kệ đi, tối về chơi đi chơi công viên với tao đi. Trời đất ơi, cái thằng này chán phèo thì nó cứ chơi game hoài thôi. Được rồi, mình qua đủ chị Mèo. Hello chị Mèo, hôm nay đi chơi công viên với em không chị Mèo? Trời đất, chị Mèo nhảy nhảy cái gì vậy trời? Trời đất ơi, cái máy nhảy của Huy vui quá. Trời đất ơi, vui cái gì mà vui, thôi kể đi chị Mèo. Thôi không khác nhảy, bây giờ chị đi chơi công viên với em không? Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, hai cái người này từ chối đi chơi với tôi luôn. Kìa kìa, thôi được rồi mọi người, cái nhảy với chơi game đi, tôi đi qua rủ thằng dắt chán hai người này thiệt chứ các bạn. Thầy dắt dắt chắn sẽ đi chơi với mình cho bà coi, không có từ chối với hai người này đâu. Được rồi đi thôi. He he he, tới nhà của dắt VN rồi nè các bạn, chắc chắn dắt sẽ đi chơi với mình cho bà coi. Không biết dắt đang làm gì đó, chắc là đang hả ngủ hay gì đây. Được rồi, dắt ơi dắt ơi. Ôi hình như mình nghe cái tiếng gì vậy ta? Ôi trời ơi, cái âm thanh gì vậy ta? Ôi dắt đang làm gì cho mọi người ra coi. Trời đất ơi, cái gì ồn ào vậy? Dắt ơi, dắt đang làm gì? Ôi trời đất ơi, ôi dắt làm cái gì vậy? Dừng lại, dừng lại. Tôi nghe vậy. Trời đất ơi, tôi tới đây nãy giờ ông đang làm cái gì vậy? Dắt ơi, sao có cái micro ở đây vậy? Đấy, ông thấy đang hát karaoke. Vậy hát karaoke đó, trời đất ơi. Thằng dắt nó mới sắm nguyên cái dàn karaoke để nó hát luôn này các bạn ơi. Ai mà kể đi, hôm nay đi chơi công viên với tôi đi dắt ơi. Cái karaoke này tối mình hát chung sao cũng được. Không. Ủa gì kì vậy? Trời ơi, tôi mới mua bộ này mà hôm nay tôi dành cả ngày đi hát luôn. Ông biết cái biết ơi. Ôi ơi ơi. Trời đất ơi, nó bị khùng rồi các bạn ơi. Chuyện gì nó xảy ra trong cái làng này vậy? Trời đất ơi, không ai đi chơi chứ chúng mình. Trời đất ơi, cái này nó hát hoài, mình phải đi xa ra đây các bạn. Trời, nó nhức đầu quá, nhức đầu quá. Hôm nay không có ai chịu đi chơi công viên với mình các bạn ơi. Không chịu đâu, không chịu đâu. Không chịu đâu, không chịu đâu, không chịu đâu. Sao ai cũng không chơi với mình hết trơn vậy? Ai rồi cũng bỏ rơi mình, rốt cuộc chẳng ai yêu thương tôi cả. Không biết các bạn có yêu thương tôi không thì nhớ comment mình subscribe cho tôi nha. Tôi buồn quá các bạn ơi. Tôi đúng là một người cô đơn mà. Tôi gà hôm nay cô đơn rồi, chú gà cô đơn rồi các bạn ơi. I'm feeling lonely. Oh, I wish I found a lover could help me. Now I cry in my room. Trời ơi, bài hát nó như dành cho tôi vậy các bạn à. Trời ơi, trong thí nghiệm được đi cho quá. Trời đất ơi, ba mình còn chửi mình nữa các bạn. Từ từ, thí nghiệm hả? À, tôi có một ý này. Nhưng lúc ba mình không để ý thì các bạn đã biết rằng cái căn phòng này chính là cái căn phòng thí nghiệm của ba mình đó các bạn à. Và trong này nó sẽ có rất là nhiều loại thuốc thú vị. Trời đất ơi, ba mình còn quên đóng cửa nữa chứ. Đây là cơ hội mình là đóng cửa lại này các bạn. Cái này không phải là tại con, nhưng tại ba mẹ không quan tâm con, tại mấy đứa bạn con nó bỏ rơi con. Để bây giờ mình sẽ kiếm một cái loại thuốc nào đó hả, để khiến mọi người có thể thiệt là yêu thương mình các bạn à. Để mình lục thử coi xem thử có quyển sách nào hợp không các bạn. Kiếm kiếm quyển sách coi. Ui, như mình kiếm được quyển sách gì đây các bạn? Cái gì vậy? Công thức thuốc yêu thương hả? Đây chính là quyển sách mình cần rồi này các bạn à. Và bây giờ mình cần mở quyển sách ra xem công thức của nó như thế nào các bạn. Được rồi, đây rồi. Công thức thuốc yêu thương. Được rồi, chúng ta cần có nước trái tim của quỷ xanh, và sau đó là hoa anh túc, dây chuyền của phù thủy, và cuối cùng đó chính là nước mía của rồng lửa. Vậy là mình đã có đủ công thức rồi. Bây giờ mình chỉ cần kiếm những cái nguyên vật liệu nốt thôi các bạn. À đây rồi, trong rương của ba mình có cái gì đây? Là chính là sợi dây chuyền của phù thủy, cái này là nước mía của rồng lửa, và cuối cùng là bông hoa anh túc, và cái này là trái tim của người khổng lồ xanh, và cuối cùng là chính là nước. Được rồi các bạn ơi, chúng ta hả đã đủ những cái nguyên vật liệu để có thể chế được cái loại thuốc yêu thương rồi các bạn ơi. Được rồi, và bây giờ chúng ta chỉ cần quăng vô cái chỗ này thôi các bạn. Sẵn sàng chưa? Đầu tiên đó chính là chúng ta cần quăng nước vô trước nè, hãy cha. Sau đó chính là trái tim của quỷ xanh vô nè. Tiếp theo đó chính là cái gì đây? Đó chính là hoa anh túc này, quăng vô luôn nè. Tiếp tục đó chính là dây chuyền của phù thủy, và cuối cùng đó chính là nước mía của đồng lửa, hãy cha. Vậy là thành công rồi các bạn ơi. Nó
bắt đầu lên đây các bạn ơi, đâu có hiệu nghiệm rồi đây coi. Ừ được rồi, thuốc nó đây hiệu nghiệm, mình đã kết hợp với nhau không biết mình làm có đúng công thức rồi. Hình như là xong chưa ta? Và bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái bình thuốc không là mình múc cái nước này ra được các bạn. Hãy cha. Ồ đúng rồi nè các bạn ơi, trên tay của tôi bây giờ đã là một bình thuốc có tên là thuốc yêu thương, và bây giờ tôi chỉ cần uống nó vô một cái là mọi người sẽ yêu thương tôi cho mà coi. Được rồi, chúng ta làm một bình nữa các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha, tôi không chờ bạn nữa, giờ tôi uống liền. Tôi có cảm giác bắt đầu tôi được yêu thương rồi nè các bạn ơi. Có mấy chiếc trái tim nó tỏa ra khỏi người tôi kìa nè. Wow, tuyệt vời quá vậy trời. Trời, cảm ơn Nguyễn Sách nhiều. Ôi, như Nguyễn Sách này còn trang bên cạnh này, các bạn thấy nó chấm 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 này. Được rồi, cái gì? Lưu ý, chỉ được uống một giọt. Ủa, là sao? Cái gì? Sao mấy cái lưu ý quyển sách nào nó cũng để cuối trang vậy? Làm sao người ta biết được? Chết rồi, chết rồi. Hồi nãy tôi lỡ uống nguyên một bình luôn, không biết có sao nữa không các bạn. Hy vọng là không sao nhỉ mọi người ơi. Để mở cửa ra xem thuốc này nó có hiệu nghiệm như mức nào rồi các bạn à. Tôi bảo chết rồi, tự nhiên con dao nó đã hết hồn vậy trời. Ơi ơi, tôi sợ nhất là con dán nha các bạn ơi. Trời, đi lẹ đi, đi lẹ đi, làm gì đây vậy? Mày không đi là tao quánh mày bây giờ. Cái con dán, ồ sao từ từ, cái con dán này nó có gì đó lạ lạ coi. Sao con mắt nó có hình trái tim vậy? Đừng nói là nó đang yêu tôi nha. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, cái con dán này nó thích tôi rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, đừng nói, đây chỉ là tác dụng của cái thuốc kia các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mặt tôi kìa, trời ơi, dán dán kìa. Trời ơi, cứu tôi với, có con dán kìa. Ủa cái gì vậy mẹ? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa sao? Sao mẹ? Mẹ mình? Ủa trời đất ơi, mẹ làm cái gì vậy? Sao con mắt của mẹ trái tim nó nổ đông đông vậy? Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ làm gì vậy mẹ ơi? Ủa hôm nay con dễ thương quá. Ủa em không biết rồi, trời ơi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm gì vậy mẹ ơi? Mẹ cứu con với mẹ, bị cái gì vậy kìa? Trời ơi, mắt mẹ nổ trái tim đông đông luôn. Ủa cái gì vậy? Ba bị gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa gồm ba yêu con quá đi. Ba ơi, ba mình cũng bị vậy luôn rồi các bạn. Trái tim trên mắt ba nó bắt đầu nổ đông đông luôn kìa. Ơi ba mẹ bình tĩnh, ba mẹ ơi. Trời đất ơi. Ôi ba mẹ yêu con quá. Ba mẹ yêu con vậy, con biết rồi. Cha đây ơi, ba mẹ giúp ta gì đây? Bình tĩnh luôn ba mẹ ơi. Tôi gọi là con của tôi nha. Ôi trời đất ơi. Rồi, rồi, đâu là con của tôi mà. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Mình chuồn lẹ đi các bạn ơi, trời đất ơi, đúng là tác dụng của thuốc này nó bị không được các bạn ơi. Trời ơi, nãy tôi uống quá này một phát, bây giờ ai nhìn tôi một phát là cũng yêu thương tôi luôn rồi. Trời đất ơi, cái này nó không có dễ chịu thế nào, nó đáng sợ nữa các bạn ơi. Ừ, chạy 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 lại, chạy lại, chạy lại. Đúng là cái thuốc nó nguy hiểm thì các bạn ơi, làm quá liền một cái là nguy hiểm đúng không gà con? Ừ, từ từ, tôi thấy con gà nó có gì lạ các bạn ơi. Sao con mắt nó cũng hiện cái trái tim luôn rồi, đừng nói là nó yêu tôi luôn rồi nha các bạn ơi. Chạy lẹ, chạy lẹ lên các bạn ơi, chạy thôi, con gà nó yêu tôi luôn rồi. Ôi, chạy 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 nhanh lên, nhanh lên, chạy đứa ơi. Bây giờ cái thế giới này ai cũng yêu tôi luôn rồi. Chạy lại, chạy lại. Bây giờ con gà, con bò, con heo, con cừu gì nó cũng theo tôi luôn rồi. Có cái con zombie nó yêu tôi luôn rồi kia coi. Chạy lại, chạy lại, chạy đứa ơi. Thế giới này loạn lạc hết trơn rồi. Trời đứa ơi, nó vẫn đang yêu tôi, nó được theo tôi kia các bạn ơi. Tôi nó thích tới chỗ tôi kìa đó ba ơi. Chạy chạy trốn vô nhau đi đập tôi ngay cha. Trời ơi, trốn vô nhau đi đó bồi. Ôi trời ơi, huy đập. Ôi trời đất ơi, nó đang đi tôi đang. Ôi con gà dễ thương quá vậy. Cái gì? Cái gì vậy? Trời đất ơi, nó đang đi toilet mà nó cũng yêu tôi được sao? Ghê quá các bạn ơi. Trời đất ơi, ông cái gì mà bị cùng cái thằng này, nó bị cùng với coi. Ôi chạy 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 gấp chạy gấp chạy gấp chạy đất ơi, chị Mèo cứu em với. Thằng Huy nó bị sim em ơi, nó sim em luôn rồi chị Mèo ơi. Ồ, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Sao bắt chị Mèo cũng thành trái tim luôn rồi? Cái gì đẹp trai hả? Chết luôn rồi. Thôi thôi, chị Mèo nhảy tiếp đi, đừng có lại chỗ em đó chị Mèo ơi, trời đứa kìa. Nhảy một bài cho em nè. Ôi trời đất ơi, nhảy cho mình nữa kìa các bạn ơi. Đúng là cái thuốc này là có hiệu nghiệm quá. Trời ơi, gợi cảm ok đó. Đúng là nhảy đẹp thiệt mà. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi. Huy nó bị khùng luôn rồi các bạn ơi. Hai người này bị khùng rồi hay gì rồi? Xím con gà trời. Đúng là bị xím khổ thiệt chứ. Ủa cái gì vậy? Tụi em yêu anh. Cái gì vậy trời? Hai đất ơi, bị khùng hai rồi. Cho tự nhiên còn vẽ hình trái tim tặng tôi nữa vậy. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó em ơi. Ôi trời ơi, cái gì? Trời 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 ơi các bạn ơi. Không ổn rồi, tôi bị xím chúa rồi. Trời ơi. Trời 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 trời, thoát khỏi hai người kia các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mày quá, trốn vô, trốn vô, trốn vô. Yêu dấu đâu rồi? Ôi trời đất ơi, mất tiêu rồi, mất tiêu. Ê, trốn vô, trốn vô, các bạn ơi, nguy hiểm quá. Đi tìm như nó, hướng này nè, hướng này nè, hướng này. Yêu dấu của em. Trời ơi, cái gì vậy? Em cần gì? Cái thằng Huy sao nó chu đích, nó vừa chu đích, nó vừa đi đường chạy. Các bạn ơi, nó bị gì? Trời đất ơi, không ngã chai. Trời đất ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Thế giới này nó loạn lạc kia mà ai cũng yêu tôi cả các bạn à. Hai, cuối cùng cũng thoát được hai đứa. Trời đất ơi, thằng Jack nó vẫn đang hát karaoke kìa các bạn ơi.
ok sao nó quay qua nó nhìn mình kìa bạn. Ok vậy cái vậy đừng nói là nó thấy tôi rồi kìa các bạn. Ok vậy ơi mắt nó nổ đông đốc trái tim rồi. Tôi thấy không nổ rồi các bạn. Ôi sao cái tiếng đập bờ cái cánh này. Ôi tao mi mắt tê tê ba 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 ba. Ôi trời ơi, tôi bị trói vô cái ghế này rồi nè các bạn ơi. Trời đất ơi, ba người đi làm cái gì vậy? Cái da là của tụi em là không có đi giao được đâu. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ok, có tôi. Ok vậy, ok vậy, ok vậy. Ôi trời ơi, lại đánh nhau nữa rồi. Lại đánh nhau nữa rồi. Nhưng trời ơi, tôi trốn thoát rồi các bạn. Trốn thoát, trốn thoát, trốn thoát. Trời trời đất ơi, đúng là mình mà bị nhiều người yêu thương quá là cũng không có tốt các bạn ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời đất ơi, chửi nhau quá trời ơi, tôi chạy đây các bạn ơi. Đúng rồi, nên ở một mình nên cô đơn rồi. I'm feeling lonely là tốt nhất. Bye bye mọi người, mà hẹn gặp lại các. Từ từ, như mọi người tìm thấy. Ôi, trời ơi, các bạn ơi.